Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng, vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa chân như, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát.